Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Triển lãm Kinh đô mãi muôn đời. Ninh Bình tăng cường phòng chống sốt xuất huyết. Miễn giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt. Cần hành lang pháp lý cho khám chữa bệnh từ xa. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 10 tại Phủ Chủ tịch đã gặp mặt đoàn đại biểu học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng kết quả trong học tập và rèn luyện của 130 học sinh sinh viên là thanh niên tiêu biểu của 70 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc 28 tỉnh thành phố trong cả nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn các em học sinh sinh viên nhận thức rõ thay đổi nhanh chóng của thời đại trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Các em không ngừng phấn đấu, trau dồi kiến thức và rèn luyện tay nghề, rèn đức, luyện tài, tự tin lập thân, lập nghiệp, trở thành công dân tốt, trí thức trẻ, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, sánh vai với cường quốc Nam Châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Kỷ niệm 1010 năm vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình về Đại La và đổi tên thành Thăng Long 1010-2020. Sáng ngày 9 tháng 10 tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội tổ chức triển lãm Kinh đô mãi muôn đời với trên 100 tài liệu hiện vật. Trong chiếu rời đô, Đức vua Lý Thái Tổ đã sớm khẳng định về mảnh đất Thăng Long, Rồng Bay là nơi thắng địa, chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương. Đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Xuyên suốt hơn một thiên niên kỷ và còn tiếp nối đến mai sau, Thăng Long Hà Nội vẫn đang khẳng định vị thế kinh đô thủ đô của đất nước. Với hơn 100 tài liệu hiện vật theo từng giai đoạn lịch sử, triển lãm làm nổi bật vai trò và tầm nhìn thiên niên kỷ của Đức vua Lý Thái Tổ với quyết định chọn Thăng Long làm kinh đô của vương triều và đất nước. Xin trân trọng cảm ơn. Phải nói đây là một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chuyển đô, chuyển kinh đô từ cố đô Hoa Lư ra Thăng Long Hà Nội là nói đến cái thế của đất nước chúng ta trong cái khu vực này. Một lần nữa muốn giới thiệu về cái lịch sử của Thăng Long Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông trong 1010 năm, đặc biệt là cái lịch sử định đô xây dựng của kinh đô của Thăng Long thì gắn liền với khu cấm thành là khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long trong 1010 năm lịch sử. Sau 1010 năm lịch sử, Thăng Long Hà Nội vẫn là một trung tâm văn hóa kinh tế lớn của đất nước. Tất cả tài liệu hiện vật được lựa chọn trưng bày tại triển lãm giúp công chúng thêm tự hào về lịch sử dân tộc và niềm tin để tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết, phát triển mảnh đất này. Triển lãm diễn ra đến hết tháng 10 và có phiên bản online tại website http://trưngbayonline.hoangthanhthanglong.vn. Văn phòng Chính phủ mới có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về mẫu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định mẫu chất liệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử theo thẩm quyền, trong đó cần áp dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo an ninh, an toàn, có khả năng tích hợp triển khai thuận lợi các giao dịch điện tử, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội, đồng thời hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hướng đến xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2 với chủ đề Du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn. Mới đây, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn được công bố chính thức vào ngày 10 tháng 10. Để ứng dụng thực sự trở thành công cụ hữu ích đối với du khách trong việc khuyến cáo điểm đến an toàn, quảng bá điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Quản lý Du lịch các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến du khách, hướng dẫn viên, cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu, điểm du lịch trên địa bàn để tải và sử dụng ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn trên các kho ứng dụng Apple Store, iOS và Google Play, Android hoặc quét mã QR code. Theo Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 3 tháng gần đây, các nhà mạng đã khóa chiều đi với gần 35.000 thuê bao phát tán của gọi rác, đồng thời ngăn chặn trên 9 triệu của gọi giả mạo. Ngăn chặn cuộc gọi rác được các doanh nghiệp viễn thông thực hiện tập trung theo quy trình khép kín gồm 4 bước: xác định các thuê bao nghi phát tán cuộc gọi rác, xác định thực lại xem đó có phải là cuộc gọi rác hay không, ngăn chặn, chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại. Thời gian qua, việc này đã được các nhà mạng thực hiện tương đối tốt, thu được kết quả khả quan.
Chỉ riêng tháng 9 năm 2020, các nhà mạng đã khóa hơn 16.000 thuê bao phát tán, ngăn chặn được 3,3 triệu cuộc gọi giả mạo. Tuy vậy, tỷ lệ người dân phối hợp xác thực cuộc gọi rác còn thấp, chỉ từ 5 đến 7%. Để giải quyết vấn đề trong thời gian tới, Cục Viễn thông và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để tỷ lệ người dân phối hợp trong khâu xác thực cuộc gọi rác. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về giải pháp để khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Cụ thể, theo quy định hiện hành tại thông tư số 295/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư. Mức thu này là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. Khoản phí phải nộp năm 2020 khoảng 213 tỷ đồng. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng xin miễn trích nộp ngân sách nhà nước tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020. Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư là 20% số thu, thì khoản thu này cho cả năm 2020 khoảng 14%. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 18 xác định thu hút đầu tư là một trong ba khâu đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, qua 5 năm thực hiện nghị quyết, công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh đã được những kết quả tích cực, khẳng định chủ trương định hướng phát triển đúng đắn, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, khâu đột phá, kế hoạch và đề án triển khai thực hiện, trong đó ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Việc quy hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp bảo đảm đồng bộ cũng được tỉnh triển khai sớm hoàn thành. Chúng tôi tham mưu cho tỉnh đầu tư được trên 1.000 km đường giao thông, đã quy hoạch bổ sung là 13 khu công nghiệp. Đặc biệt là bổ sung được khu nghiệp khu vực Lý Thường Kiệt khoảng 500 ha, mở rộng khu nghiệp Thăng Long 2 của Nhật Bản 180 ha, đã bổ sung được 13 cụm công nghiệp. Để đảm bảo môi trường đầu tư, tỉnh đã đề ra những chính sách khá rõ ràng và cụ thể, tiếp nhận có chọn lọc các dự án đầu tư đã hướng mạnh vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch, cơ bản dừng tiếp nhận dự án sản xuất rời lẻ. Bên cạnh việc tăng cường đối thoại, tổ chức gặp mặt để kịp thời nắm bắt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương để mạnh thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Các thủ tục hành chính được giải quyết công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian, tạo thuận lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Vấn đề quan tâm đến cải cách hành chính của tỉnh đã có một bước đi tương đối khá. Vấn đề đăng ký kinh doanh, những vấn đề thay đổi tên, những vấn đề về thành lập doanh nghiệp chẳng hạn thì làm rất là nhanh, chứ không phải chờ đợi như ngày xưa nữa. Đấy, thì hoặc là còn là một số những vấn đề khác, ý, ví dụ như là các doanh nghiệp thì kiến nghị đến đâu về vấn đề đất cát, về vấn đề thủ tục thuế thì đều được trực tiếp trong các hội nghị lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trực tiếp giải quyết. Với những giải pháp đồng bộ, công tác thu hút đầu tư đạt những kết quả đáng ghi nhận. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã thu hút được 816 dự án đầu tư, tăng 34,4% so với giai đoạn 2011-2015. Trong đó, có 625 dự án trong nước, 191 dự án đầu tư nước ngoài, nâng tổng số dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh lên trên 1.900 dự án, với tổng số vốn đăng ký tương đương trên 11 tỷ đô la Mỹ, vượt 1 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 đề ra. Đã có 1.000 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 17,8 vạn lao động. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút một số dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, có khả năng tham gia sâu chuỗi liên kết khu vực toàn cầu. Cơ cấu thu hút đầu tư có sự chuyển dịch tích cực. Những cái thành quả trong thu hút đầu tư thời gian qua đã trực tiếp đóng góp vào tốc độ tăng trưởng 8,81% trung bình giai đoạn 5 năm trong nhiệm kỳ vừa qua. Kết quả thu hút đầu tư cũng đã góp phần tích cực để nâng cao cái GDP bình quân đầu người, đã thúc đẩy cái chuyển dịch cơ cấu theo hướng tiến bộ hơn. Những cái tác động tích cực của thu hút đầu tư cũng đã thay đổi diện mạo của bức tranh đầu tư của Hưng Yên, đồng thời đóng góp cho giải quyết việc làm và những cái ngành nghề có liên quan.
Những kết quả nổi bật trong thực hiện khâu đột phá về thu hút đầu tư không chỉ góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 đề ra, mà còn là dấu ấn quan trọng để Hưng Yên tiếp đà tăng trưởng kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2020, chúng tôi phát phóng sự phản ánh những sai phạm của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc trong quá trình thu hồi đất của gia đình bà Lưu Thị Lúa, xã Sương Tư, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền với danh nghĩa dự án du lịch. Đặc biệt, quá trình cưỡng chế thu hồi đất của chính quyền xã Sương Tư đã không thực hiện đúng quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, làm ảnh hưởng tới cuộc sống con cháu chắt của gia đình bà Lưu Thị Lúa. Ngày 2 tháng 10 năm 2020, tại văn bản số 8279 VPCPV1 của Văn phòng Chính phủ gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang khẩn trương xem xét giải quyết đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Lúa và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1 tháng 12 năm 2020. Trở lại nội dung vụ việc, gia đình bà Lưu Thị Lúa đã khai hoang sử dụng diện tích đất 29.100m2 từ nhiều đời nay tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Diện tích đất này đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 13 tháng 8 năm 2004. Trong quá trình sử dụng, gia đình bà Lúa đã chấp nhận giải tỏa một phần diện tích để làm đường giao thông và các công trình công cộng tại địa phương với diện tích là 6.000m2. Tuy nhiên, phương án thu hồi hơn 12.000m2 cho dự án quy hoạch khu du lịch ven biển Bãi Trường của công ty cổ phần 99 Núi là chủ đầu tư khi không có thỏa thuận với gia đình bà là vi phạm đất đai. Việc ban hành các quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang bác bỏ, nhưng Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc không chấp hành các phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đối với hành vi cưỡng chế của các cơ quan chức năng Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc, đối với diện tích đất chưa được ra quyết định thu hồi, chưa được đền bù giải phóng mặt bằng, đã hủy hoại tài sản nhà cửa của gia đình bà Lúa, đó là hành vi xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, và hành vi đó là hành vi trái pháp luật. Một lần nữa khẳng định việc thu hồi đất của gia đình bà Lưu Thị Lúa để giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án là vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị các diễn biến tiếp theo của vụ việc. Giãn dân phố cổ Hà Nội là câu chuyện đã được nhắc đến từ 20 năm trước. Thế nhưng cho đến nay, đề án này của thủ đô vẫn gặp phải nhiều vướng mắc. Trong thời điểm hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, vấn đề này một lần nữa được nhắc đến trong một hội thảo về bảo tồn phố cổ Hà Nội trong tiến trình phát triển. Ở đó, vấn đề giãn dân được xem như một yêu cầu tất yếu để bảo tồn nguyên vẹn một di sản đầy giá trị của thủ đô và đất nước. Những ngõ nhỏ rộng chừng chưa đầy 1 mét như thế này ở phố cổ Hà Nội luôn lạ lẫm và đầy thích thú với du khách nước ngoài. Nhưng với người dân ở đây thì lại khác, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa, cuộc sống hiện đại đòi hỏi nhiều tiện nghi hơn. Dân số khu phố cổ Hà Nội hiện trên 66.000 người, mật độ là 823 người một hectare. Đây là mật độ quá lớn đối với tiêu chuẩn sống của một thủ đô hiện đại. Cũng vì mật độ đông nên tốc độ xây dựng trong khu phố cổ cũng diễn ra nhanh, làm thay đổi kiến trúc nhà ở và cảnh quan chung. Trong quy hoạch, Hà Nội phấn đấu đến năm 2050 sẽ giảm mật độ dân số phố cổ để công tác bảo tồn được thuận lợi hơn. Quá trình giảm sẽ phải thực hiện dần dần qua nhiều giai đoạn. Giãn dân phố cổ chậm chạp qua 20 năm đã phần nào cho thấy nhận thức của cán bộ quản lý cho đến người dân về trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa đã 1010 tuổi này vẫn còn hạn chế. Nhưng với thực trạng như hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng giãn dân phố cổ Hà Nội có muộn vẫn còn hơn không. Ngày 8 tháng 10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và hãng hàng không Vietjet Air đã phối hợp với các cơ quan chức năng Malaysia đưa gần 250 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không Vietjet đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, trước tình hình bệnh sốt xuất huyết tại địa phương đang có chiều hướng gia tăng, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tăng cường các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, đồng thời khuyến cáo người dân không được chủ quan lơ là trong giai đoạn cao điểm hiện nay. Khoa chuyển nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thời gian qua đã điều trị cho hàng chục trường hợp mắc sốt xuất huyết. Những bệnh nhân khi nhập viện đều có triệu chứng sốt cao 40 độ C, đau mỏi người, chảy máu chân răng. Một số người diễn biến nặng hơn do nhập viện điều trị muộn. Từ đầu năm đến nay, Ninh Bình đã ghi nhận 37 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó chỉ riêng tháng 9 đã có tới 19 ca mắc mới. Đã xuất hiện 7 ca mắc nội tỉnh và ghi nhận 6 ổ dịch. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm y tế huyện, thành phố khẩn trương khoanh vùng, xử lý triệt để các ca bệnh và ổ dịch nội sinh, tích cực triển khai công tác giám sát tại cộng đồng, không để dịch bệnh phát sinh, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng chống dịch bằng việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, vệ sinh thân thể, diệt long quăng, bọ gậy, ngủ màn, ăn chín uống sôi, sử dụng thực phẩm an toàn để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Dịch vụ khám chữa bệnh đang có những chênh lệch nhất định về trình độ chuyên môn giữa các tuyến, khiến cho tuyến trên nhiều khi bị quá tải. Khám chữa bệnh từ xa là một giải pháp giúp tuyến dưới nâng cao trình độ tay nghề và hạn chế được tình trạng chuyển tuyến. Mặc dù đã có 1.000 điểm cầu tham gia hệ thống này, tuy nhiên vẫn cần có hành lang pháp lý để tháo gỡ những vướng mắc mà nhiều bệnh viện đang gặp phải. Một cuộc hội chẩn từ xa giữa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tới các điểm cầu là các bệnh viện tuyến huyện và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Ca bệnh là trường hợp có triệu chứng sốt dai dẳng 4 tháng, điều trị viêm phế quản không khỏi. Các bác sĩ tuyến dưới không tìm ra căn nguyên. Các chuyên gia tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã cùng hội chẩn để tìm nguyên nhân gây bệnh. Chúng tôi có thể tập hợp một cái đội ngũ gọi là một cái hội đồng các chuyên gia đủ các chuyên ngành để có thể là giúp đỡ họ. Nếu cái bệnh nhân của họ liên quan đến vấn đề gì thì chúng tôi đều có thể là cùng nhau thảo luận, góp ý, tư duy. Một là có thể tìm ra ngay được cái câu chẩn đoán nếu như là cái đó mà khá rõ ràng và họ chưa nghĩ đến mà chúng tôi nghĩ đến. Các bác sĩ đều khẳng định việc tham gia khám chữa bệnh từ xa bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định như nâng cao trình độ tuyến dưới, đưa ra phương án điều trị kịp thời, tìm ra căn nguyên của nhiều ca bệnh phức tạp. Nhiều ca bệnh được cấp cứu tại chỗ mà không cần phải chuyển tuyến. Cái lợi lớn nhất đấy là chính là cái uy tín của những bệnh viện địa phương, những bệnh viện vệ tinh được nâng lên rất cao. Người dân hiểu được sự khó khăn cũng như là sự quyết tâm của các bác sĩ ở địa phương. Và một cái lợi lớn nữa đấy là chính là sự tin tưởng vào hệ thống y tế Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa đã bộc lộ nhiều vướng mắc như thiếu hành lang pháp lý cho hoạt động này. Việc bảo mật thông tin của bệnh nhân cũng sẽ dễ dàng bị lộ khi nhiều điểm cầu tham gia cùng một lúc. Điều quan trọng đó là hiện nay, hệ thống quản lý bệnh viện, hệ thống lưu trữ PACS tại các cơ sở chưa thống nhất và đồng bộ. Bảo mật thông tin về sức khỏe của người bệnh cũng hết sức là quan trọng, bởi vì khi chúng ta tổ chức cái tư vấn khám chữa bệnh từ xa thì chúng ta có thể trao đổi trực tiếp từ tuyến trung ương tới một điểm của y tế cơ sở, nhưng mà hàng trăm điểm khác cũng đồng thời vào nghe, thậm chí những người mà không phải chuyên môn tại cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cũng như là hạ tầng về thiết bị y tế thì ở tuyến dưới chúng ta cũng còn nhiều vấn đề chúng ta cần phải xem xét hơn. Ví dụ như là những cái hệ thống mà PACS dữ liệu, lưu trữ dữ liệu hay là những cái phần mềm quản lý y tế thì ở các tuyến thì bây giờ không phải tuyến nào cũng có, nhất là khu vực của tuyến huyện thì chưa thể có ngay được những cái hệ thống đó. Mỗi một cái buổi hội chẩn như thế này chúng tôi huy động 5-70 các chuyên gia của chúng tôi ngồi đây, thì những việc khác họ sẽ bỏ lại và cái cày công của họ phải tính ra làm sao. Thế rồi các cái thiết bị đầu cuối của các cái đơn vị hỗ trợ hay là của Bộ Y tế bỏ ra lắp như thế nhưng sử dụng bao nhiêu, khi nào sử dụng thì phải tính cái giá cả như thế nào. Một cơ chế tài chính để đảm bảo tính bền vững, một hành lang pháp lý để các chuyên gia, bác sĩ mới có cơ sở tiến hành khám chữa bệnh từ xa. Nếu chưa xử lý được những vướng mắc, hệ thống này sẽ khó phát triển. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa thông tin, trong thời gian vừa qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên Internet và môi trường mạng, Cục đã phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gretel, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phiên tán sỏi Tống Thạch Hoàn quảng cáo như thuốc chữa bệnh không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng. Cụ thể, thực phẩm Gretel do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Gretmin có địa chỉ tại số 22A, khu Hà Liễu, phường Sa Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.
thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn do công ty cổ phần Onifarm có địa chỉ tại 201 tầng 2 số 15 ngõ 30 Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái.